Chuyện sự tích cây khoai lang. Sự tích cây khoai lang là chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo của một cậu bé đối với người bà của mình, từ đó giải thích nguồn gốc của cây khoai lang ngày nay. 1. Cậu bé hiếu thảo và ông Bụt. Ở bìa rừng có hai bà cháu nghèo khổ sinh sống. Hàng ngày, hai bà cháu phải đi đào củ mài để ăn. Một hôm, cậu bé nói với bà: "Bà ơi, bây giờ cháu đã lớn. Từ nay trở đi, cháu sẽ đi kiếm củi, đổi lấy thóc giống và cây lúa để có gạo nấu cơm cho bà ăn. Ăn củ mài mãi thì khổ lắm." Từ đó, cậu bé cấy cày và chăm chút cho nương lúa của mình. Nhìn cây lúa trổ bông, rồi chín vàng, cậu sung sướng nghĩ thế là sắp được ăn cơm trắng rồi. Chuyện sự tích cây khoai lang. Nhưng chẳng may, một hôm, cả khu rừng bị cháy. Nương lúa cũng cháy thành tro. Cậu bé buồn quá ôm mặt khóc. Bỗng có ông Bụt hiện lên và bảo: "Hỡi cậu bé hiếu thảo và chăm chỉ, ta cho con một điều ước, con hãy ước đi." "Thưa ông, con chỉ mong bà của con không bị đói thôi. Bà của con đã già yếu lắm rồi." Ông Bụt mỉm cười, gật đầu rồi biến mất. Sự tích khoai lang. 2. Lòng hiếu thảo được đền đáp và câu chuyện sự tích cây khoai lang. Buổi trưa hôm ấy, cậu bé vào rừng đào củ mài nhưng kiếm mãi cũng chẳng còn củ nào. Đến vài cái nấm hay khóm măng chua cũng chẳng có. Đột nhiên, cậu bé đào được một củ gì rất lạ. Ruột nó có màu vàng nhạt và bột mịn mềm. Cái củ đó cũng bị lửa hun nóng và bốc mùi thơm ngon ngọt. Cậu bé bẻ thử một miếng nếm thử thì thấy ngon tuyệt. Cậu bèn đào thêm mấy củ đem về mời bà ăn. Bà cũng tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra. Bà hỏi: "Củ này ở đâu mà ngon vậy hả cháu?" Cậu bé hào hứng kể lại câu chuyện được gặp ông Bụt cho bà nghe. Bà nói: "Vậy thì thứ củ này là của ông Bụt ban cho người nghèo chúng ta đấy. Cháu hãy vào rừng tìm thứ cây quý đó, đem trồng khắp bìa rừng, bờ suối để cho mọi người nghèo cùng có cái ăn." Chuyện sự tích khoai lang. Cậu bé vừa tới cửa rừng thì một dải dây leo màu xanh mướt quấn vào chân cậu bé. Cậu nghĩ chắc hẳn đây là cây quý và mang cây đi trồng ở khắp bìa rừng. Chỉ hiếu thảo mấy tháng sau, những rễ cây đã phình to thành củ có màu tím đỏ. Nếu đem luộc hoặc nướng thì có vị thơm ngon, ngọt bùi. Cậu bé gọi đó là củ khoai lang. Nếu ai muốn trồng, chỉ cần đem vùi dây khoai xuống đất và chăm bón thì tới mùa thu hoạch được rất nhiều củ. Và cho đến bây giờ, khoai lang vẫn được nhiều người ưa thích.